Ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, thì huyện Phong Điền đã phát động nhân dân tham gia làm cầu đường giao thông theo phương thức xã hội hóa. Cách làm này giúp huyện thực hiện được nhiều công trình mà không phải trông chờ vào nguồn đầu tư từ ngân sách. Con lộ 4m Mương Ngang ở xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, với tổng chiều dài trên 3 km, kinh phí xây dựng trên 11 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng. Vậy là mơ ước về con lộ bê tông thông thoáng nay đã thành hiện thực. Trong mùa lũ đi tới lui phấn khởi, rồi được là giao lưu chở hàng hóa là cái dễ dàng hơn thôi so các năm trước. Với phương châm nhà nước dẫn dân cùng làm, thì đối với xã Nhân Ái, ngoài cái các công trình đầu tư của huyện, nó thì xã cũng vận động người dân nó cũng hưởng ứng để mà thực hiện theo cái chiến dịch như là hiến đất qua màu đó, cùng như là gia cố kè mé chống sạt lở, thì người dân cũng đồng tình hưởng ứng. Là huyện Dùng Giang, nhiều năm qua cùng với chính sách thành phố đầu tư xây dựng và mở rộng các tuyến đường, Phong Điền tập trung phát triển hạ tầng giao thông bằng việc đầu tư kinh phí thực hiện các công trình, kết hợp phát huy sự đồng thuận trong nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác giao thông nông thôn. Do nguồn ngân sách cũng có hạn thì huyện từ trước tới giờ cũng thực hiện theo cái phương châm nhà nước dẫn dân cùng làm, nhà nước là hỗ trợ một phần cũng như là xi măng, lại là người dân ở đó là đóng góp. Bằng cách này, từ đầu năm đến nay, toàn huyện thực hiện khoảng 20 công trình giao thông nông thôn lớn nhỏ, tổng giá trị gần 75 tỷ đồng. Trong số này, người dân đóng góp thông qua hiến đất qua màu, vật kiến trúc lên đến trên 15 tỷ đồng. 2/3 trong số này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, còn lại cũng sẽ hoàn thành trong tháng này. Tiến từ Đặng Thới thì bây giờ là em cũng coi như là em còn 3 cây cầu, cùng 3 cây cầu. Hiện tại là em đang chờ gác dòng nữa là hoàn thiện. Công trình này nói chung là mình vô thi công thì bà con cũng hưởng ứng giúp đỡ mình tối đa. Mọi vấn đề tới đâu bà con hiến đất rồi giải phóng mặt bằng cho mình làm tới đó. Với các công trình giao thông nông thôn đã và đang triển khai, không những giúp địa phương hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 về bê tông hóa giao thông nông thôn, mà còn góp phần tiết kiệm ngân sách để đầu tư thêm cho những công trình công ích khác.